chừng nào nó đi cua ghẹ nó mới mở mở đuôi con. Bây giờ đố nè. Không. Mình thích tròn quá. Có con thì cái đuôi quặp lại luôn. Đây cái màu nó khác, cái màu ở Thái Lan hơn. Ủa đẹp chưa kìa. Ủa nó xuống cái đuôi nó lên đẹp quá vậy bà Thương. Lúc còn mới đó bà. Đâu có đi. Tại vì lúc nó đứng một chân rồi đi, đi hai chân. Bỏ vô coi, bỏ coi bé đào nó có phun mới không bói. Cái dâu nó dâu bé đào nó. Wow, mấy con này đẹp quá ha. Mẹ có dâu, có cháu nội hả? Để mẹ có rồi, để với dâu. Đó. Không dừng hai này không. Con bói, con hô câu cổ, có mấy đứa không cổ. 18. Quên rồi, quên. Kỳ mình đi Phú Quốc đó, cái anh hướng dẫn đố nhớ không? Cho nó ăn đi gạo, cho nó ăn đi gạo. Cho nó đi gạo, đúng nó gạo. Gạo lượt lại, gạo nó liếm cái đầu vậy không dám hơi cứng. Đây nó lên nó sờ cái lưỡi ra cái nó cong lại ha. Nè nè ăn tao đi, ăn tao đi. Cầm luôn điện thoại. Nè là vì cố thì không đang cho nó một quay phim á. Cho con tự đi ăn đây. Ừ, bự lắm. Nam con đứng sáng đó cho mẹ quay cái đầu con với cái đầu nó. Nó không có răng, nó không có răng. Không có răng hả? Chết rồi. Ờ nhìn con này quá trời. Trời ơi. Nó thiệt. Nó thiệt. Nó Kỳ đứng xích vô. Anh có bắt nó không có giờ mà có giờ nữa không? À, năm một lần thôi, mấy đứa coi nha. Đó. Đó, đó nha. Ôi nha, thấy ghê chưa? Đẹp như mẹ măng thủng quá mà. Con lái hai bánh trướng nha bói. Mẹ đẩy mạnh lên. Đi chạy cho nó chậm. Nhiều quá. Ủa, cái này anh nghĩ cái mỏ nó mổ ghê lắm. Ồ, đào.
gà xù lông. Quá trời luôn. Rio, Rio. Má mày. Má mày. Má mày. Đã không, cái hồ này sạch hơn hồ bên kia ha. Vậy hả?